Chào tất cả các bạn. Thì đây là con cá sấu nhà mình này. Đây anh ta nằm một cái điệu rất chi là chán đời. Con này thì dài khoảng tầm 2 mét rưỡi và nặng khoảng tầm 80 kg. Tuổi thọ của nó là khoảng tầm 20 năm nhé các bạn. Nhà mình nuôi nó từ hồi còn bé xíu à. Đấy, nằm chán đời luôn. Các bạn nó thích vào bơi với cá sấu không nhỉ? Mình sẽ cho các bạn vào bơi. Mình sẽ mở cửa chuồng của nó. Ở đây thì anh ta có hai cái bể, một bể bên kia là bể bể nước đó, còn bể bên này là bể phơi nắng. Chỗ này là để vứt thức ăn lên cho nó bò lên nó ăn này. Con này thì nó ăn cá, nói chung là cá chết ấy, cứ cho nó ăn thôi. Nó ăn ít lắm, một tháng chỉ ăn khoảng tầm 1 đến 2 lần, mỗi lần thì khoảng tầm 2-3 kg cá thôi chứ không ăn nhiều. Đóng cửa lại đi ra thay nước cho nó xem nào. Con này thì nhiều lần là nó sổng chuông rồi. Nó sổng chuồng thì rất là đơn giản đó này. Ở bên trên chuồng của nó là hồi trước là không có cái rào kia đâu. Sau khi mà nó leo lên, nó văng ra đây thì bắt đầu nhà mình mới rào cái lưới B40 ở trên nóc này này. Rào lại để cho nó khỏi ra. Trên kia đặt cái tấm tôn để che nắng cho nó. Đấy, mắt nó đang mở thao láo kìa. Đang mở mắt đấy, nằm im thôi. Giờ vứt thức ăn vào hay là xả nước vào là nó cựa ngay. Cái nước này quên thay cho nó để nó dơ quá. Đây mình sẽ ra xả nước cho nó. Đây nó có cái van xả này. Để chúng ta sẽ... Úi giời. Vặn cái van này ra. Đây các bạn quan sát nó từ bên này. Bụng béo. Nước nó đang rút dần kìa. Rồi mình sẽ sử dụng cái Kama. Ở bên trong kia thì có một cái vòi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái vòi này để chúng ta bơm nước ra chuồng cá sấu. Nhưng mà mình thấy rằng là cái vòi này thì nó hơi ngắn so với quy định. Giờ mới căng lên này. Giờ làm sao để mà tải nước ra được ngoài kia không biết. Chết tòi. Chắc là phải kiểu như là xả vào xô rồi xách từng xô ra đổ cho nó quá. Đây này, chẳng có ai ngây thơ mà lại đi xách từng xô nước và đổ vào chuồng cá sấu đúng không nào? Mình vừa mới đua được một đoạn ống. Đây, nối thẳng lên chuồng cá sấu luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bật công tắc để chúng ta bơm nước lên nhé. Ok, rồi đi ra chuồng cá sấu xem này. Đây, nước đã đến rồi. Con cá sấu vẫn nằm im như chết rồi. Ô, nước bị gì nhỉ? Đó lên rồi. Anh cá sấu của chúng ta nhất định là không chịu dậy. À, có vẻ là nhúc nhích rồi kìa. Đấy, bắt đầu di chuyển. Thích nước lắm. Há miệng ra. Bên trong miệng của cá sấu nó vàng vàng. Nước này là nước giếng đấy. Nước giếng lấy từ dưới đất cách mặt đất mười mấy mét đấy. Sạch lắm. Đấy lặn xuống này. Nước sự cẩn thận nó lên. Anh ta đang gảy. Anh ta đang gảy đầu kìa. Lấy cái chân sau khạy khạy cái đầu.
Đây, đã thay nước xong rồi đây. Nước tràn cá sang ô này. Thôi không sao, cho nó bơi hai bể cho thoải mái. Nhìn ánh mắt của anh ta có vẻ là rất nguy hiểm các bạn ạ. Đấy, chìm xuống. Đấy, phục kích cả mày. Nếu mà hù một cái thì đảm bảo là mình ướt người luôn. Thôi, mình đi vào cho heo ăn này. Mấy con heo nó đang la ở trong kia kìa. Đấy, leo lên trên thành cho tất cả các bạn.